áo ba lỗ trắng không đơn điệu, chiếc tăng tóc trắng trở nên sành điệu, ấn tượng hơn khi được kết hợp cùng mẫu quần phù hợp cùng phụ kiện. Từng là chiếc áo được thiết kế riêng cho cánh mày râu, tăng tóc, áo ba lỗ, ngày nay dành cho tất cả. Mỗi mùa hè, nữ giới đều săn lùng mẫu áo này nhờ sự thoải mái, trẻ trung. Trong đó, tăng tóc màu trắng được yêu thích nhất và lọt danh sách những món đồ chủ lực mà ai cũng nên có trong tủ quần áo. Vậy, làm sao để item cổ điển này trở nên phong cách, ấn tượng hơn? Dưới đây là gợi ý từ Jessica Willis, giám đốc thời trang của The Cut. Đừng tiếc tiền mua chiếc tăng tóc chất lượng. Tăng tóc trắng là một item đáng để đầu tư. Willis chọn mua chiếc áo từ thương hiệu Totime vì có thiết kế, kiểu dáng và độ đàn hồi vừa phải. Bạn nên mặc một chiếc áo tạo cảm giác vừa vặn, phong dáng vẫn giữ nguyên dù hoạt động suốt ngày dài, cô nói thêm. Với Willis, cô thích đầu tư vào món đồ có thể dùng hàng ngày thay vì phung phí vào một chiếc váy chỉ mặc một lần rồi cất sâu trong tủ quần áo, phối cùng quần cặp cao. Thiết kế của tăng tóc với những đường khoét ở vùng nách, cổ giúp người mặc tôn lên phần xương quai xanh, đồng thời khiến tổng thể trang phục trở nên vừa quyến rũ, vừa năng động. Mọi người thường mặc tăng tóc trắng với quần jean xanh, nhưng tôi chọn quần jean đeo lưng cao. Chìa khóa ở đây là hãy thay đổi bất cứ thứ gì bạn thích, đừng đắn đo, Willis nói. Một mẹo khác của cô chính là bài toán tỷ lệ. Đôi chân sẽ trở nên dài hơn nhờ những chiếc quần cặp cao, những đôi giày đế xuồng nhiều màu sắc phối cùng tăng tóc. Đừng quên phụ kiện. Với bất kỳ loại trang phục nào, phụ kiện đều góp công lớn khiến tổng thể trở nên ấn tượng hơn. Đặc biệt, với một chiếc áo đơn giản như tăng tóc trắng, việc cần có phụ kiện là điều không thể bàn cãi. Song, tùy vào gu thời trang, thẩm mỹ của từng người, chúng ta có những lựa chọn về những phụ kiện đi kèm khác nhau. Tôi thích những chiếc túi có thiết kế ngộ nghĩnh, giúp vẻ ngoài của tôi có sức sống hơn, Willis giải thích. Cô đề xuất chọn một chiếc túi dáng trái tim với chất liệu da sang trọng màu đỏ của nhà mốt Alaa. Năm 2023 cũng chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu túi độc đáo và khác thường như túi sách, hình con chó của Tom Ford, túi con cóc của JV Cap Anderson. Thương hiệu Puppets & Puppets cũng từng gây chú ý khi ra mắt chiếc túi cookie nổi bật với chiếc bánh quy đính giữa mặt túi. Những phụ kiện độc đáo này đem đến một làn gió mới cho chiếc áo ba lỗ tưởng chừng đơn điệu.